Ok, đây là cái bài hát mình đây. Hôm nay mình xin hát một bài, đó là bài đang nổi trên trên TikTok nha mọi người. Đó là bài Mặt Ngọt luôn. Mà tất cả các bạn cùng lắng nghe. Và sau hát này các bạn hãy để lại bình luận bài hát nào mình hát cho bạn cùng nghe luôn.